Thông tư quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới do Bộ Công an mới ban hành có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 có nhiều điểm mới đáng chú ý như quản lý biển số theo phương thức định danh, các quy định liên quan đến biển số xe trúng đấu giá. Theo thông tư, biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe gọi là biển số định danh. Biển số định danh là biển số có ký hiệu, series biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số. Đối với chủ xe là công dân Việt Nam thì biển số được quản lý theo số định danh cá nhân. Chủ xe là người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo số định danh của người nước ngoài do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập. Đáng chú ý, thông tư quy định khi chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải giữ lại đăng ký biển số xe, không giao cho chủ mới của xe. Sau đó, chủ cũ của phương tiện nộp lại đăng ký và biển số xe cho cơ quan công an để làm thủ tục thu hồi. Riêng đối với trường hợp biển số trúng đấu giá, thì được phép chuyển nhượng xe kèm theo biển số.